Xin chào mọi người, nhất là những người anh, người chị sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu. Đây là video clip mà em tổng hợp những cái thông tin về tử vi vận hạn của 6 tháng đầu năm Mậu Tuất, lộn 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh các chị. Thì như đã nói là cái vận hạn mà tử vi á, thì chẳng phải là của ai, nó từ sách vở mà đưa ra cả, nó là một cái gì đó là tổng hợp một cái nhiều cái tuổi, ví dụ giống như tuổi Kỷ Dậu của các anh các chị thì 120 năm cái 60 năm nó lặp lại một lần, 60 năm nó lặp lại một lần cho tất cả các cái tuổi ha. Thì cứ 60 năm sẽ có một năm Kỷ Dậu, 60 năm thì người xưa phải nói là nghiên cứu dựa trên nhiều cái tuổi Kỷ Dậu đó và rút ra những cái đúc kết chung cho tuổi Kỷ Dậu. Thì đây là cái tử vi vận hạn của cái 6 tháng cuối năm Mậu Tuất đối với tụi các anh chị từ sách mà vở mà mình nghiên cứu được, chứ không phải là tự của mình mà làm ra đâu. Cho nên là nhiều người đừng có nói là trời ơi sao anh hay quá, giỏi quá, chẳng qua là mình biết cái thuật đọc của cái tử vi và chia sẻ với mọi người, hy vọng rằng nó là một cái thông tin để giúp cho mọi người có cái cuộc sống tốt đẹp hơn và rõ ràng là ứng dụng nó vào cuộc sống để sinh ra tiền tài và có cuộc sống mà như các anh các chị mong muốn. Thì trở lại với vấn đề của 6 tháng cuối năm, thì các anh các chị trải qua gọi là những cái tháng đầu năm khá là êm ả và tốt đẹp, thì hy vọng rằng là 6 tháng cuối năm nó cũng sẽ được như vậy. Tại vì là các anh thì sao khá tốt thì có sao Thái Dương, một cái ngôi sao mà gọi là may mắn, danh vọng tốt ha, nó sẽ đem đến nó một cái ngôi sao thuộc hành hỏa, nó sẽ đem đến nhiều tài lộc cho cái người mà thổ của các anh. Tuy nhiên các chị thì những sao thổ tú, tuy nhiên cái sao thổ tú thì nó lại đem lại rối rắm bất an. Ngược lại thì sao thổ tú nó lại thuộc hành thổ, nó không có làm cho người hành thổ bị khó khăn. Tuy nhiên cái vận niên vẫn là cái vận niên không tốt lành, đó là vận niên xà âm tình, gọi là rắn bị nhốt thì nó có nhiều điều mà cũng còn cản trở các anh các chị nhá ha. Thôi bây giờ mình sẽ xem là 6 tháng cuối năm nó có điều tốt đẹp không, tại vì 6 tháng cuối năm nó có một cái tháng Dậu và tháng Tám, xem rằng coi với cái năm sinh tháng tuổi thì nó có tốt đẹp hay không. Đầu tiên hết thì tháng 7 âm lịch, tức là nó bắt đầu vào khoảng cỡ 15 hay là 14 gì đó tháng 8 năm 2018, là một tháng Canh Thân, tháng này là tháng Mộc. Như vậy mệnh là mộc khắc thổ, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổ mạng cần cẩn trọng. Đây là những tháng mùa mưa, mùa hè thì ở ngoài miền Bắc thì nó hơi nóng nảy ha, các anh các chị cần cẩn thận về mặt sức khỏe. Ở trong Nam thì lại là mùa mưa, còn chừng bệnh hoạn về cái những cái đường hô hấp. Thiên can á, chữ Canh kỹ thì không khung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Còn về mặt nạp âm ngũ hành á, là Canh á, thuộc hành kim, kỷ thuộc hành thổ, cho nên về mặt nạp âm ngũ hành đó là được tương sinh thổ kim. Rồi thiên can Thân Dậu là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc mà cũng không tương hợp. Bây giờ là rõ ràng đó là ngon lành đúng không? Thân Dậu thì cùng hàng kim, ok về gia đạo. Thiên can thì được tương hợp, tuy nhiên là mệnh là bị mộc và khắc thổ. Mà các anh các chị em nhớ rằng là các anh thì năm nay là dướng vô cái hạn á, thì người ta gọi là hạn của niên á, là toán tập trở ngại ba pháp, nhưng mà các chị thì vướng mạng huỳnh tiền phòng bệnh nặng, cho nên gặp mà các chị mà gặp cái trường Kỷ Dậu á, mà gặp cái tháng mà như thế này á, mộc khắc thổ này á, thì cần đề phòng cái nạn của niên là huỳnh tiền bệnh nặng, cho nên là cần cẩn thận về mặt sức khỏe. Còn các anh thì tuổi Kỷ Dậu thì khá là sức tốt, cho nên là không đến nỗi nào ha. Có được cái ngôi sao mà Thái Dương nữa thì rõ ràng là mạnh khỏe tốt đẹp. Rồi tháng tiếp theo của năm Mậu Tuất 2018 là tháng 8 âm lịch, một tháng Dậu, tháng này là tháng Tân Dậu, tháng này cũng là tháng mộc ha. Mộc khắc thổ về mệnh, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổ mạng cần cẩn trọng, cho nên là sức khỏe là một điều vấn đề ha. Thiên can Tân Kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc không có vấn đề gì quá lớn lao.
Tân thì thuộc kim, kỷ thì thuộc thổ, cho nên là có thể nói là thuộc dòng tương sinh thổ kim, vẫn là có tiền tài, dễ sinh tiền tài. Dậu với dậu thì thuộc nhóm tự hình, mà ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh loại trừ bên yếu. Như vậy thì tháng 8 âm lịch là một cái tháng tháng dậu luôn, thì có những cái tuổi như đã nói ở cái trong cái tuổi mậu thân, thì có những tuổi hai cái con ở gần nhau nó không có tác dụng, nó không có phản nhau, nó không ấy, nhưng mà hai con gà mà ở chung với nhau thì hơi bị căng thẳng ha. Đặc biệt là những cái người mà nam rơi vào cái tháng này rất là dễ sinh trầy ra về gia đạo. Mộc khắc thổ mà tháng khắc bản mệnh này liên tiếp hai tháng khắc bản mệnh, rõ ràng là sức khỏe cần cẩn trọng đề phòng tai nạn và bệnh án ha. Người ta gọi là năm sinh tháng đẻ. Người có những cái người thì thuộc cái tháng tuổi luôn thì họ không có xấu, nhưng mà tháng của mình là thuộc tháng là thuộc nhóm tự hình, dậu dậu thuộc nhóm tự hình thì cần cẩn trọng nhiều điều ha. Gia đạo thì không tốt, sức khỏe thì có vấn đề, chỉ có các công việc là ok thôi. Cho nên là các anh các chị thì em đặc biệt cần để ý cái tháng 8 nếu không muốn rơi vào cái tình cảnh là khó khăn ha, buồn phiền. Rồi tiếp theo là tháng 9 âm lịch, một tháng tháng thủy. Tháng này là tháng nhâm tuất, đối với người tuổi kỷ dậu thì tháng nhâm tuất thì là có mệnh thủy, mà thổ khắc thủy, bổn mạng tương khắc tháng, đề phòng tai nạn nhưng mà nhẹ nhàng, bệnh hoạn nó cũng dễ dàng vượt qua. Thiên can nhâm với là kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy là công việc tiếp tục là một điều tốt đẹp đến với các anh các chị, nhất là các anh với cái sao thái dương chiếu mệnh. Địa chi tuất dậu, tuất dậu là thuộc nhóm tương hại, ở đây được hiểu là sự cản trở nhau, gia đạo dễ sinh buồn phiền khó chịu. Như vậy là tháng trên là bị tự hình, tháng dưới địa chi bị tương hại, như vậy là gia đạo hai tháng này có vấn đề, dễ sinh gây gỗ phiền hà, không có vui vẻ. Và chắc là tháng trên là tương hại vẫn còn cái mấu chốt gì đó đem xuống cái tháng này ha, cho nên là cần cẩn thận. Mệnh thì bị tương khắc đúng không, thổ khắc thủy, địa chi thì thuộc nhóm tương hại, rõ ràng là nhiều điều không tốt ha. Còn tháng 9 nữa là cẩn thận. Tiếp theo là tháng 10. Tháng 10 âm lịch cũng là một tháng thủy. Tháng 10 âm lịch thì năm nay thì đó là tháng Quý Hợi. Như vậy mệnh vẫn tiếp tục bị bản mệnh khắc tháng là thổ khắc thủy ha, đề phòng tai nạn, bệnh hoạn nhưng mà nhẹ nhàng thôi. Không như cái tháng mà bị tháng khắc bản mệnh đâu ha. Thiên can á thì tháng này rõ ràng là khó khăn, đó là cái chữ kỷ của kỷ dậu á, nó khắc chữ quý, đó là thiên can khắc tháng, công việc dễ sinh rối rắm ha, buồn phiền trong công việc, công việc không đem lại nhiều tốt đẹp, thậm chí là có tốn hao. Dậu với hợi á, là tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương hợp cho nhau. Như vậy tháng 10 thì sẽ có nhiều cái khó khăn hơn nữa ở trong cái cho người kỷ dậu. Tại sao? Tại vì là thổ khắc thủy, khi mà bản mệnh á, mà khắc tháng á, là các những cái tinh quân tốt nó cũng chịu sự ảnh hưởng nhất định, không có phát huy được cái tốt đẹp của nó ở trong cái tử vi của năm. Bên cạnh đó cái chữ kỷ nó khắc chữ quý, dù rằng là chúng ta khắc tháng chứ không phải tháng khắc cho chúng ta về thiên can, nhưng mà công việc đó sẽ đem đến nhiều cái điều không tốt đẹp. Vừa mệnh không tốt, thiên can không tốt, địa chi thì nó ảnh hưởng nhiều đến với cái phần gia đạo và tình cảm trong cuộc sống. Thì cái chữ dậu và hợi này á thì lại không có được tương hợp, nó chỉ là bình hòa với nhau thôi, nó không có đem lại sự tương hợp để giúp đỡ cho hai cái chữ tương khắc ở trên. Tuy nhiên dậu với hợi á là một cái kim, dậu kim hợi thì thủy, cho nên là có thể nói là kim sinh thủy, thì nó cũng có sự tốt đẹp của gia đạo, nhưng không quá lớn, đừng hy vọng rằng những cái sự tốt đẹp đó có thể khống chế và một phần nào đó làm cho cái sự tương khắc của thiên can nó mất đi. Cho nên là các anh các chị thì đặc biệt là em sẽ phải chú ý tháng này, nhất là các chị nữ với cái sao mà anh không được tốt đẹp như là cái sao thái dương của các anh ha. Rồi tiếp theo là tháng 11 âm lịch là tháng Giáp Tý.
thì tháng này là tháng kim. Các anh là các chị là mệnh thổ, thổ sinh kim, có thể gọi, có nhiều người gọi là sinh xuất bản mệnh, thổ sinh kim mà, đúng không? Bản mệnh thì, nhưng với cái người mà mệnh mệnh thổ của các anh các chị Kỷ Dậu á, thì cái chữ kỷ nó cũng thuộc thổ luôn, cho nên là không có sợ bị cái sinh xuất bản mệnh này, mà có thể nói là đây là một cái hệ quả của cái dòng tương sinh thổ kim. Mà khi mà được nằm ở trong dòng tương sinh á, thì cái sao bổn mệnh của các anh các chị nó cũng đỡ cái phần bị cái sao mà tinh quân tốt trong cái tử vi của năm á, nó sẽ đỡ bị che khuất và nó sẽ giúp các anh các chị có được cái sự tốt đẹp hơn. Đặc biệt là các chị đó được cái sự thổ sinh kim này là nữ mạng nó sẽ ổn định hơn. Thiên can á, thì cái chữ giáp của Giáp Tý nó hợp với chữ kỷ. Thiên can đây là thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp chung về chữ tính. Như là công việc dễ sinh tài lộc và hanh thông nhiều điều. Vừa được tương sinh thuộc dòng tương sinh mệnh, được luôn ngũ hợp về thiên can. Thì quá ngon lành. Rồi, địa chi là Dậu với Tý, là Tý Ngọ Mẹo Dậu. Thiệt sự ra đây là một trong những cái gọi là tứ hành xung. Nhưng mà tứ hành xung mà Tý với Dậu là cách nhau ha ngọ mẹo nữa, cho nên là cái sự xung khắc nó không được, không nhiều. Nó chỉ một chút thôi, gia đạo một chút rối rắm ở trong cái công việc của gia đạo. Như vậy thì tháng 11 rõ ràng là một cái tháng có nhiều điều tốt đẹp. Tuy là nó rơi vào cái tháng gọi là người ta gọi là tháng xung Tý Ngọ Mèo Dậu, nhưng nó không nhất thiết là nó xung đến mức này. Tại vì tháng Tý này là tháng Tý Kim, các anh các chị là thổ, Dậu thổ, cho nên là nhiều khi đây là cái tháng tưởng là xung nhưng mà không xung. Chứ không phải là cứ tháng nào thấy nghe có nhiều người chỉ biết là Tý Ngọ Mèo Dậu để biết về địa chi thôi. Nhiều khi địa chi nó ảnh hưởng về cái gì thì các anh các chị cũng không nắm rõ. Cứ nghĩ tháng này xung rồi cho nên là mọi việc nó không tốt đẹp, nhưng thực chất ra tháng này dù là tháng Giáp Tý nhưng đối với các anh các chị là ngon lành, chứ không có việc gì hết. Công việc thì được là hữu hợp, mệnh được nằm trong vòng tương sinh thổ kim, rõ ràng là sẽ đem nhiều điều may mắn và tốt đẹp, thậm chí là có tiền tài. Tiếp tục với cái tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018, đó là tháng Ất Sửu, một tháng kim tiếp. Tháng này sao, mệnh thì cũng giống tháng Giáp Tý, tức là tháng 11 âm lịch, khá tốt đẹp và được tương sinh nhiều thứ. Thiên can thì chữ Ất của Ất Sửu khắc chữ kỷ, thạn khắc thiên can. Công việc rất dễ sinh rối rắm và rơi vào bế tắc, đặc biệt là các chị nữ mạng. Chị gì nữ mạng năm nay sao hạn không tốt ha. Nam mạng thì sẽ có rối rắm ở trong công việc. Tháng này là tháng cuối cùng của năm, thì đúng là với người Kỷ Dậu là vốn dĩ là người cực thân ha, làm lụng vất vả, cho nên là Kỷ Dậu nam mạng thì họ phải sốc khởi lên để mà lo. Là thường Kỷ Dậu này thường hay kéo theo anh em nhân viên và người là vốn lo lắng cho nhân viên rồi nhiều điều, cho nên là dễ sinh ra cái việc là phải lo lắng nhiều rồi ha, mệt mỏi trong công việc. Thiên can Ất khắc kỷ, cần cẩn trọng, coi chừng bất tiện. Địa chi Sửu Dậu, thì đây là thuộc nhóm tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Cái nhóm tam hợp này á, là vốn dĩ đem nhiều may mắn, nó không chỉ cho gia đạo đâu, cái tam hợp nó còn hóa giải được cả tam tai. Huống chi đây là tam hợp của tháng thì nó hóa giải cái chuyện Ất khắc kỷ của thiên can, đơn giản không phải là không được. Người ta nói với cái tam hợp này nó đem lại nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn có cho cả công việc ảnh hưởng đến. Với cái tháng 10, tháng Ất Sửu, tháng 10, tháng Chạp này á, thì mệnh được nằm trong vòng tương sinh, địa chi thì được nhóm tam hợp hóa giải được nhiều điều xấu xa ha. Thiên can thì bị Ất khắc kỷ vậy thì có khó khăn trong công việc, thì có cái địa chi nó tam hợp, hy vọng rằng nó sẽ chế hóa được cái sự khó khăn của cái thiên can đi và làm cho các anh các chị mà nhẹ nhàng vượt qua. Rõ ràng là với cái sao Thái Dương thì nó cái sao chủ Thái Dương của mình, các anh nam được hưởng lợi nhiều hơn là các chị nữ trong những cái tháng 6 tháng cuối năm này. Bởi vì đó là vào rơi vào tháng tốt thì có cái sao Thái Dương nó cũng đỡ phần nào, còn các chị thì không ngon lành lắm. Các chị thì cái sao mệnh của mình sao Thổ Tú đem rối rắm bất an, cho nên là sẽ không ngon lành các anh nam.
Như vậy em đã tổng hợp xong thông tin về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh các chị, và hy vọng rằng nó là các những cái thông tin bổ ích giúp các anh các chị có được cái quyết định sáng suốt cho cái cuộc sống của mình trong 6 tháng cuối năm. Nếu các anh các chị xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người khác tuổi Kỷ Dậu được biết và ứng dụng vào cuộc sống để có được cái sự thanh thản tốt đẹp hơn. Ai chưa xem hoặc là chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo về tử vi vận hạn 6 tháng cuối năm của tuổi, có thể là của con cái, anh chị em của mình. Rất vui vì mọi người đã thực tâm chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.